Nga tấn công dữ dội, quân đội Ukraine bị đánh bật khỏi Marinka. S-400 của Nga sẽ sử dụng tên lửa mới đối phó F-16 phương Tây gửi cho Ukraine. Cận cảnh gian chiến đấu cơ Nga, tháp tùng Tổng thống Putin công du Trung Đông. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh youtube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự ngày một leo thang giữa Nga và Ukraine, mới đây trang AVP thông tin, theo dữ liệu mới nhất, thành phố Marinka đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, một dấu hiệu cho thấy Moscow đã chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo AVP, tất cả các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy ra khỏi thành phố, ngoại trừ một cứ điểm nằm cách biên giới Marinka 50m. Được biết, sau khi rút khỏi thành phố, quân đội Ukraine đã bắt đầu trang bị khẩn cấp các vị trí ở các khu định cư lân cận Georgievka và Maximyianovka. Tuy nhiên, có những báo cáo từ khu vực về sự suy giảm tinh thần của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng trong ngày 7 tháng 12, lực lượng nga đã phá hủy một cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ năng lượng Ukraine cho hay cuộc tấn công của nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện nằm gần tiền tuyến. Theo các quan chức năng lượng Ukraine, Thiệt hại ở nhà máy đã khiến hai tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiệt độ đang giảm nhanh chóng trên khắp Ukraine khi mùa đông đang đến, dẫn đến tình trạng thiếu điện tạm thời của lưới điện toàn quốc. Trước đó, giới chức Ukraine đã đưa ra cảnh báo về việc Nga dự trữ vũ khí trước mùa đông, cho thấy Moscow có thể đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới trong những tháng mùa đông lạnh giá. Mới đây, Sputnik dẫn một nguồn tin cho biết tên lửa 40N6 đã chứng minh được hiệu quả trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Theo đó, các máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây dự định cung cấp cho Ukraine có nguy cơ bị nhắm mục tiêu và phá hủy bởi tên lửa tầm xa 40N6 của hệ thống phòng không S-400 được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt này. Nguồn tin cho biết, kết hợp với máy bay trinh sát radar tầm xa A-50U, tên lửa 40N6 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa bao gồm cả những mục tiêu di chuyển với tốc độ cao ở tầm thấp. Nguồn tin lưu ý thêm rằng, hệ thống S400 có thể đánh chặn các máy bay chiến đấu của phương Tây ngay khi chúng cất cánh và đạt được độ cao khi triển khai. Điều này khiến tên lửa 40N6 của S400 có thể trở thành một trong những phương tiện chính chống lại F-16. Theo Sputnik, hệ thống S400 của Nga trong thời gian qua đã gây chú ý cho giới quan sát khi bắt đầu sử dụng tên lửa tầm xa mới 40N6 Viktor Litovkin, đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự, cho rằng F-16 dễ bị tấn công bởi nhiều hệ thống phòng không, bao gồm cả các hệ thống di động như Igla và Strela, cũng như các hệ thống tiên tiến hơn như Thor M3, Buck M3, S-300, S-350 và S-400. Các hệ thống này được trang bị tên lửa 40N6, được thiết kế đặc biệt để nhắm mục tiêu vào F-16. Theo ông Litovkin, Tên lửa của các máy bay chiến đấu Nga như Su-30 và Su-35 cũng có khả năng bắn hạ F-16 một cách hiệu quả. Được biết, 40N6 là tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để bắn hạ các máy bay tác chiến điện tử, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng tên lửa 40N6 cho hệ thống phòng không S-400 từ đầu năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố những hình ảnh về nhiều máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khu vực này đầy nguy hiểm và các biện pháp đã được thực hiện để bảo đảm an toàn cho Tổng thống. Tiêm kích Su-35S của Nga đã tháp tùng máy bay của Tổng thống Vladimir Putin trong suốt chuyến công du tới Trung Đông. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng những bước đi này được thực hiện để bảo vệ nhà lãnh đạo Nga trong tình trạng hỗn loạn của khu vực và họ đã có được giấy phép bay qua đặc biệt từ các quốc gia để hộ tống máy bay tổng thống. Ông Putin đã đến thăm Abu Dhabi và Riyadh hôm 7 tháng 12, hội đàm với Tổng thống UAE và Thái tử Ả Rập Xê Út. Máy bay của ông được 4 máy bay chiến đấu Su-35S của không quân Nga mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn khác nhau hộ tống. Ông Peskov nói rằng trong khi UAE và Ả Rập Xê Út là những quốc gia ổn định an toàn thì khu vực xung quanh chắc chắn đầy rẫy những mối nguy hiểm và khó lường. Vì vậy, tất nhiên mọi biện pháp đều đang được thực hiện để bảo vệ an ninh ở cấp độ phù hợp cho nguyên thủ quốc gia Nga. Trong phần tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Con trai bộ trưởng Nội các chiến tranh Israel thiệt mạng ở Gaza. Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố về vụ tấn công khủng bố ở Philippines. Theo thông báo từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, cho biết Gamer Eisenkot, con trai của một bộ trưởng nội các thời chiến Israel, đã thiệt mạng ở phía Bắc Gaza. IDF cho biết, Thượng sĩ Gamer Eisenkot, 25 tuổi, lính chiến đấu trong tiểu đoàn 699 thuộc lữ đoàn 551, đã thiệt mạng, nâng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ ở giải Gaza lên 89, theo thời báo Israel. Ghanmer Eisenkot bị thương sau khi một quả bom phát nổ trong đường hầm ở trại tị nạn Jabalia phía bắc giải Gaza. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Israel trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong sau đó. Ghanmer Eisenkot là con trai của ông Gadi Eisenkot, từng là tổng tham mưu trưởng IDF từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 1 năm 2018 và đã phục vụ trong quân đội hơn 4 thập niên ông Gadi Eisenkot gia nhập nội các thời chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với tư cách là bộ trưởng sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7 tháng 10. Ông nhận được tin con trai mình thiệt mạng khi ông đang đi thị sát bộ chỉ huy phía nam của IDF trong ngày 7 tháng 12. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời chia buồn tới ông Gadi Eisenkot. Ông Netanyahu mô tả Ganmei Eisenkot là chiến binh dũng cảm và là người hùng thực thụ. Chính phủ Israel và người dân Israel, thương tiếc các bạn, những anh hùng của chúng ta đã không ngã xuống một cách vô ích. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X. Liên quan đến vụ tấn công khủng bố xảy ra tại một ngôi trường đại học tại Philippines, khiến nhiều người thương vong vào ngày 3 tháng 12 vừa qua, ASEAN mới đây đã ra tuyên bố về vụ tấn công này, đồng thời khẳng định sát cánh cùng người dân Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố nêu rõ, vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người vô tội thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Theo tuyên bố, các nước ASEAN gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong những người bị thương nhanh chóng bình phục. ASEAN hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Philippines trong giải quyết vụ việc và đưa thủ phạm ra trước công lý. ASEAN đoàn kết và sẵn sàng hợp tác với chính phủ và người dân Philippines trong thời điểm khó khăn hiện nay, tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác chống khủng bố trong khu vực nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ khủng bố trong tương lai. Vụ tấn công khủng bố tại trường đại học Mindanao làm 4 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ một trong những nghi phạm trong vụ đánh bom. Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trước đó đã lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom và an ninh đã được tăng cường tại nhiều khu vực của Philippines sau vụ tấn công. Theo cảnh sát Philippines, các nghi phạm là thành viên của nhóm Mote. Năm 2017, một số thành viên liên kết với nhóm Mote và Abu Sayyaf vốn cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã phát động một chiến dịch bao vây thành phố Marawi. Cuộc xung đột có sự tham gia của các phần tử trong và ngoài nước dẫn đến hơn 350.000 người dân phải sơ tán trước khi lực lượng Philippines giải phóng thành phố. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa đã đưa ra khuyến cáo về các biện pháp phòng ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tăng dịp cuối năm, theo đó, Bộ trưởng Y tế Zaliha nêu rõ, hiện số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Malaysia, phù hợp với xu hướng thường xảy ra vào cuối năm và tương tự tại các quốc gia khác. Tuy nhiên, đa số các trường hợp mắc Covid-19 ở Malaysia có các triệu chứng nhẹ và không cần điều trị tại bệnh viện. Theo bà Zaliha, đến nay chưa có biến thể mới nào được phát hiện ở Malaysia. Biến thể Omicron và một biến thể phụ được cho là gây tỷ lệ lây nhiễm cao đang lưu hành tại Malaysia nhưng không gây triệu chứng nghiêm trọng. Bà khẳng định Bộ Y tế luôn sẵn sàng đối mặt với mọi nguy cơ. Tuy nhiên, trước mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, bà khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp tự chăm sóc, trong đó có duy trì việc tích cực tự vệ sinh cá nhân và đeo khẩu trang. Ngoài ra, bà khuyến cáo những người mắc bệnh nên gặp bác sĩ nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn trong khi những người dương tính với COVID-19 và có nguy cơ cao nên dùng thuốc kháng virus Paxlovid tại phòng khám y tế gần nhất. Người dân cũng có thể tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại các cơ sở y tế để giảm nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, bà cũng kêu gọi người dân không lan truyền tin sai, tin giả để tránh làm dư luận hoang mang. Thống kê của Bộ Y tế Malaysia, trong tuần cuối tháng 11 vừa qua, Malaysia ghi nhận 3.626 ca mắc COVID-19, tăng 57,3% so với 2.305 ca được ghi nhận trong tuần trước đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.